chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Ôi dồi, thôi, thế thôi. Thế thôi, mày không biết chọn nữa à? Mày biết chọn em rồi, quay trời. Hôm nay anh em xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với anh em mình phải thượng giữa để xây nhà mà nhỉ? Mai lại ta sửa nhà để có vợ mới đấy. À, chúng ta lấy thêm vợ bé. Vợ này là cho vợ to, còn vợ mới lên trên nhà to hơn. Tao lại ngủ gần giường cái còi. Ui, thôi em thiếu nước ở đấy. Ông lấy nước đi ông ơi. Ôi, chơi tôi không vẫn người một chút. Hôm qua nhà mình bị mưa sập mất máy ngoái này. À đấy, mày đi chợ mua cho tao những đồ nấu ăn tối. À đấy là người đi chợ. Chứ anh không đi đi. Thế mày ở đây mày xúc đấy. Hả? Mày xúc đi. Thế nào em bảo em đi chợ. Thế mày đi hay mày ở đây xúc. Đấy. Cứ vậy là em đẹp trai đi mua chợ mua được nhiều. Xúc đi. Bảo em đi mua máy 1, 2, 4, 6, 8, 10 1 tử luôn. Cho mình lấy, không mua được. Bẩn. Cho một tử. Trời mưa này nó bẩn. Công 2 lít. Hả? Nhanh lên. Công phải 2 tử. Chúng mày xúc nhá. 2 tử thì còn gì mà mua, cơ ấy. Mẹ anh xúc được mấy cái mà quay. Mấy cái thì chúng mày có xúc không? Hay là mày đi. Cho chim 2 tử. 1 tử. Hả? 1 tử thôi, đây, cho 1 tử nữa. Đấy. Đấy, nhà mua cái gì nhiều nhiều. Em đang thử lên gì. Mua cái gì nhiều nhiều nhá. Cười chưa cười. Đi. Rồi, hết nước rồi. Mua gì để? Nước này. Nhưng mà em mua về anh lại nấu rồi, bắt em nấu. Mày mua về đi, tao bận. Chưa có rồi. Ok. Đến đi. Ôi. Lát mình đi mua thức ăn nhưng mà cầm cào quét phải cầm giữ. Không được, không được để chung ở đây. Bên này cũng không được để chung. Hiểu đây. Thank you.
con nhìn lại con cá chim. Cá chim á? Ừ. Cháu ăn cá gì? Chọc rơi hả? Đây là con cá chấm hả? Ừ. Chấm đen hay chấm vàng đấy? Chấm trắng. Trắng à? Đấy. Hai con rồi. Nhưng mà bao nhiêu tiền một con này bà? Bán một con hay hai con? Không, bao nhiêu tiền một con à? Bao nhiêu một con này? 500. 400 thôi. 400 một con thôi. 400 một con này á? Ừ. Ê, bà tìm à? Ôi, trời ơi. Trời ơi. Bà không biết đâu. Nhưng mà bao nhiêu tiền một con? Bà bán 7.000 một con. Thế bán cho cháu nửa yến. Nửa yến là một con rồi các bạn. Con này nửa yến hả bà? Con này còn hơn nửa yến. À xa. Đó nhất trọng. Nước nào lui ra, nước mà lui đến người nữa, nằm im lại.
Đây vào thì đi về nhà. Đắt chưa? Đắt chưa? Chạy hết rồi này. Cái này nó phải. Cho nó mất nào một lúc đi. Đi về nhanh rồi mau này con. Đi về đây. Cháu cháu gửi xe một tí cháu đi mua rau nhé. Ôi trời. Đấy đâu? Ôi trời. Anh em mua được nhiều không? Mày mua thế này ăn hết sao được? Sao chở hết? Thừa tiền thì phải mang về chứ. Mày mua tất à? Sao mua tất à? Thế không mang về đồng nào? May em còn thông minh nha. Em còn gì nhỉ? Gì? Mà cả bà kia được 50.000 mua được đống này nè. Cả dưa nấu lòng mề. Thế sao mày không mua một con thôi? Nhiều người có được chục người đâu ăn một yến. Nhưng mà con anh đưa cho em tiền thì em phải tiêu hết chứ.
phải biết đường mà mang về lần nào mình tiêu hết. Thế anh bảo là em mua được nhiều, này em mua được nhiều. Ui giời, cho ra dưới này. Mổ, thôi được, cố ăn hết vậy. Mổ, mổ, cố ăn là... hết. Có mà, tí nữa thì lún thì thôi rồi. Ai còn có bùng à. Nó quá. Ây da. Mổ đi. Từ từ. Lấy dao ra đây. Hãy mổ một câu của Dũng sẽ xỉn đi. Ui. Cái này. Ôi. Con này nó chết to luôn rồi. Ây da. Còn sống với một con. Để con dao đây. Anh biết mà nói. Hôm nay để đãi mọi người là món đang nấu. To thì ngon mà không. Được. Hôm nay mình sẽ đãi mọi người món để anh nấu món gì thì được. Món á? Thôi, anh cứ để cho em. Chỗ này thì người em đang khác. Đang phong độ, đang ở cái tầm đỉnh cao anh biết. Anh nấu cái gì? À? Hai con thì mình khiêng cũng không được. Thì anh nấu được. Thì anh cứ khiêng vào chỗ cho em. Được, thì tao mổ cho mày nhá. Ok. Được, hôm nay sẽ quyết định cho món đi. Anh làm cho em cái bộ lòng ngon ngon rồi em mua dưa ở ngoài. Ừ. Lấy dao đã. Mình cần đồ gì để tao làm hả? Tao cho em cái nồi thật to. Nồi to á? Bác kia cái nồi to lên. Nồi to thì ở bên trên. Còn đâu cứ để em lo. Nồi này được chưa? Được rồi. Anh cứ để em. Anh bắt nồi. Anh bắt nước ra nồi cho nấu cho em. Nên chưa cá đã. Cá anh đổ thẳng luôn vào đây cho em. Còn đâu, cứ để em lo. Dạo này em thay nghề nấu phí thủ đấy. Cái này nước đủ chưa? À, đủ rồi. Mày nấu canh gì đấy? Anh cứ không phải tò mò. Nhưng mà tối nay cả nhà cả cửa 10 người trông vào một hai con cá này để ăn đi nhá. Anh không tin được nghe mà. Mày là thằng nào mà không ăn được thì tao giết vào mày luôn, tao thịt luôn mày. Nhưng mà thế này mình nấu luôn nhé. Không. Ai đơn giản thế? Anh em nấu mà đơn giản thế á. Nặng thiên tài. Em nấu. Thôi thôi, mình nhớ. Rồi. Rồi, đổ vào nước đi trong tí nữa. Khênh nước trộn ra. Đồ nhà quê. Nhưng mà vẫn nặng lắm. Hai con này bao cân? Hai con này hơn một tiếng. Trời ơi, đặt lên đây. Anh kém nhỉ. Được rồi. Sao? À, việc của anh hết rồi đấy, đi vào đi. Mày làm món gì? Nhưng tao phải trông mày nhớ đâu. Không phải món gì, em thì cao thủ luôn này. Nhớ đâu mày làm hỏng cái sao? Này, em vừa là Phật thủ là... Nhưng mà mày phải nhìn hai con cá này mà đấy nhá. Người, mấy người đang trông đợi này. Anh không phải yên tâm, món này món dễ nhất rồi. Đấy, đấy thì tao đi phù hộ tiếp đây. Rồi, ok. Nhớ nhá, không... Ai có lửa đâu đây? Đây, trong này. Đấy. Đấy, mọi người biết mình chế biến món gì không? Món này á, đơn giản mà đại ca cứ bày vẽ, luộc lên là xong hết. Thế còn bảo kho gì? Cá vũ đại, vũ điếc, các kiểu. Lằng ta là vòng. Chỉ có luộc, ngon nhất. Chả có món cá nào ngon bằng món cá luộc làng gò sống à. Màu đệ luộc thì thôi rồi đấy. Đấy, tí nó sôi lên, đổ rau dưa, thanh hao, mắm muối mì chính vào là húp. Xong, ngon. Trời, mà đệ làm món cá luộc làng gò sống. Bây giờ đợi nó sôi lại nhé. Ai xa? Này, vào mà xem. Anh tưởng em không biết nấu á. Mày Ninh à? Ninh gì mà Ninh? Ôi, chả nhìn thấy gì đấy. Chưa. Làn sương khói phôi phai. À, ta biết ngay là mày luộc mà. Nên là chị cái luộc. Thế kêu tao hỏi là luộc hay kia thì tao còn chuẩn bị. Thế anh còn đợi món còn văn hoa. Tao biết ngay. Tao không bận thì tao nấu rồi, tao biết đây là em kho đấy. Kho nước lã. Có món nước lã luộc à? Nước lã với cả... Hả?
Đấy, cho rau này vào thơm này. Hành này. Rồi, dúng được rồi, rau cho lên mâm được rồi. Rồi, ok. Ấy, có con Vương. Vương! Ra 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 đấy cho anh đây. Hả? Bây giờ là cái khâu này mới là khó khăn này. Anh em mình phải cho được ra. Bê vào để ăn. Cho được ra đây này. Phải cho được nguyên con nhá. Làm nào nguyên con được ấy. Khêu. Bây giờ khêu á. Em đi tính đồ. Ôi là gãy bố nó rồi. Cậu đang ăn đây. Đang cho cá ra. Đấy, cho đi vào đi. Cho đi vào trong đi. Đấy. Nào. Anh khêu một cách cẩn thận đấy. Thật là cẩn thận nha. Nào, từ. Đừng để nó khêu lại là thôi rồi đấy. Nào. Gãy ngay. Tan cái ốt hết gì. Đại gia trần đất. Sao cái đồ nhìn hồn. Ôi, cầm mâm, dung cầm mâm được, À, đưa mâm này, đưa mâm. Được, thằng nào chả mâm mồm. Được nửa con mọi người. Rồi, dám nốt con này ra đã. Nửa con xuống dưới. Đâu rồi? Đây, con đuôi. Mắt hình rồi. Mà ngon lắm đấy, mùi thơm. Từ mà... đây con nữa à? Ừ, con nữa hai con mà. Lúc nãy mà đây ăn trộm một chai bia của Marika ở trong tủ. Ăn gì? Đâu vào đấy. Bởi bia. Thơm, anh không thì thơm nè. Uống làm gì bia rượu độc hại. Bỏ đi mà làm người không nghe. Đây thịt nó rơi xuống ở đây. Rồi, đặt xuống. Nào, đây. Cầm cái mâm kia. Ngọt lắm. Nào, con đây phải quyết thành hình được nhá. Đố anh thành hình nữa ấy. Đây này, bây giờ nhá. Mày đưa cái khuỷu này này. Mày lấy thêm cái cắp nạp kia đi. Cắp căng quẹt. Mày cắp cái đầu nó. Thế này gãy mất. À, gãy gì? Mày cắp cái đầu nó. Cắp cũng được, như kiểu cá sống ấy. Cắp đầu nữa. À, 1, 2... Ây, từ vẫn gãy đuôi. Thôi, đằng nào cũng đuôi đấy. Nào, 1, 2, 3. Cố lên. Thôi, lại gãy đuôi. Được. Ghép cái đuôi vào nữa là được. 70%. Nào, giữ, cẩn thận. Nào, đấy. Còn cái đuôi nó nữa. Con này vẫn nguyên hình đấy. Ghép vào này. Đấy. À, rồi, đúng rồi. Tứ, rau vào. Mỗi mâm một con cá, em tính trở đâu. Được. Ngon không? Ăn phá, phê mồm. Và... con đầy cá dưới. Lấy nước canh thì lấy ô, lấy bát anh. Ừ, tí nữa. Lấy bát ra đựng. Nào, bê vào, mày bê được không? Bê, em bê con ơi. Anh bê con kia. Ui thôi, em bê con này. Tôi vừa mới bê cho nó cả. Đấy. Bây giờ đến phần quan trọng. Chén. Phần này là quan trọng nhất này. Trên chén. Sò. Ăn. Ngon rồi đấy. Ui, xếp vào đâu đây? Mâm cá siêu to khổng lồ. Mọi người xem này, con này là hơi bị nát một tí này. Tay anh ấy. Nó to quá. Không. Trắng nhờ. Đấy được, con này thì... bông này con này thì nguyên hình này. Đấy, con này còn bé hơn sao? Đố anh biết con này mấy cân? Con này còn to hơn này. Con này như nhau. To hơn thì nó mới gãy thôi. Chén đi. À, mọi người to là... hơn là gãy. Dạ thế? Con giáo của anh thế à? Ờ. Ừ, chỗ, con này là con bé hơn. Con đấy còn to hơn. Con này em đi mua. Tao nhìn thấy nó to hơn. Con này là em đánh dấu là nó bé hơn. Không đánh dấu ở đâu? Hả? Em đánh dấu miếng em ăn rồi. Ngứa đi. Gọi mọi người vào chén này. À, dạ. Con này đấy. Cảm ơn các bạn, cảm ơn chén. Cảm ơn cả nhà nhá. Ơi, tất cả mọi người nhá. Thưởng thức món cá. Rồi, cá này mọi người. Trắng bông này. Đây là món cá luộc nước lã của Mao Đệ nhá. Đây, đấy là mẹ bây giờ ngồi cái ốc ra mà ngồi bỏ lại kia mà ngồi ốc ăn ngon. Mọi người xem cái quả bón con như thế. Đây, cho mọi người xem. Nó để thế này chẳng bông như nó. Đấy. Em nấu ấy. Tao phải cho hôm nay mà nó màu một tí nó khác thì anh chửi em thì thôi rồi. Ừ.
Hôm nay chả mấy khi mà đệ mới nấu cá. Nó chả mấy khi mà chả mấy khi mình mới xây cái bếp để lấy thêm vợ. Nhà cho vợ cảo và đệ cả. Đó, nhà to thì cho vợ bé, nhà bé thì vợ to được. Ôi đồ ôi, Trinh ơi. Kéo bảo, nhớ con. Bảo má. Nước canh này, nước canh. Thôi con múc canh. Ê, cái trắng hiếu luôn. Trắng hiếu. Rồi ra con đây. Trinh ơi, há một mà cho này. Nào, qua đồng tài. Chém rượu đâu. Yến. Ai em à, đây em. Thiếu tỉu thế này. Thế gì? Sao vả giờ, bỏ đi mà làm người. Đúng rồi. Nhưng đây được. Ôi trời ơi. Nó phải có tí men. Đâu? Chụp hoài và chụp danh đúng được. Đúng rồi. Tao xin ơi, xin. Bỏ cái tay ra đâu ấy. Cho tao xin. Mình nấu một mâm này này. Đây là thằng bộ gia đình nhà mình. Tất cả mọi người hôm nay góp mặt đầy đủ. Bố nếm thử chưa? Cậu nếm thử cá chưa? Nếm thử rồi. Ngon không? Ngon, 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 ngon. Ông Tấn, thế nào? Cá thế nào? Cá ngon. Ngon. Ngon đấy. Ngon đấy. Nấu cá nước lá ngon đấy. Nước lá rồi. Cháu nấu ấy bị tỉnh đấy. Nước ăn đâu đấy? Lá. Nước ăn đâu đấy? Nước ăn nước cái gì? Nước, 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 nấu. Từng đấy, nước ăn trên kia. Nước ăn trăm nó cũng chảy về đây mà chảy về đất này. Ui, mình xin có kinh doanh đâu. Thì bếp tôi là nhẹ rồi mọi người, chục người không ăn hết hai con này. Hơn chục người nữa của em ăn đấy đúng không? Ừ, được rồi. Thôi xin phép mọi người à. Là anh em mình xin phép kết thúc clip ở đây đây. Nếu các bạn thấy clip của anh em mình hay, nhớ cho anh em mình một like, share và comment đây cho nó chưa biết tại các bạn theo bye bye nha. Chào mọi người nhé. Quay quá. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamao TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hóa chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamao TV nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt, hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da cho mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. 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 Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688, mình để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamao TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.